Xin chào các bạn, đây là số thứ 13 của câu hỏi đáp trên Clickbait Channel. Và bên cạnh mình bây giờ là Bí Đao Lèo Lèo. Ok, hôm nay Bí Đao sẽ thay thế vị trí của Hiếu Dani. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với những câu hỏi đầu tiên. Hỏi đi em. Em chào anh Tony ạ. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Nam Nguyễn, có nội dung như sau. Anh cho em hỏi nên mua iPhone 6 128GB hay 6S 16GB hay là 6 Plus 64GB? Nhu cầu của em là nghe nhạc chất lượng cao. Tiếp đi. Hay đọc truyện và chụp ảnh quay phim các thứ. Em cần ổn định. Hỏi nhiều lần rồi mà chưa lần nào được trả lời. Vì bạn hỏi nhiều lần rồi nhưng mà hôm nay câu hỏi của bạn sẽ được trả lời. Vừa nãy bạn hỏi có một cái nhu cầu đấy là quay phim này, chụp ảnh nhiều này. Thế thì đương nhiên không thể nào chọn được chiếc 6S 16GB, tuy rằng là cái sản phẩm này chụp hình quay phim đẹp hơn so với những sản phẩm kia. 16GB thì mình nói thật với các bạn, chẳng quay phim chụp ảnh được gì nhiều, hết vẹo ngay luôn rồi. Thế nên là cái sự lựa chọn hàng đầu đấy là nếu mà quay quá nhiều ạ thì nên lựa chọn một thiết bị với bộ nhớ trong càng lớn càng tốt. Nhưng một iPhone 6 mà 128GB thì mình lại thấy nó quá là thừa. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại cái tốc độ của chiếc điện thoại này nó không còn phản hồi được quá nhanh nữa rồi. Thế nên là các bạn sẽ cần một cái thiết bị nói chung là phải nhanh nhanh hơn một tí, vừa tập hơn một tí. Nhưng mà 6 với cả 6 Plus thì nói thật với các bạn là nó vẫn cứ kiểu tựa tựa nhau. Ví dụ như em là con gái ấy, em thích 6 hay là 6 Plus hơn? Em là con gái, em thích 6 Plus hơn. Anh hỏi thật, không phải như con gái nó thích vừa to vừa dài đúng không? To thôi chưa đủ anh ạ. Thế đúng, thích vừa to vừa dài rồi. Nói chung là phải tùy thuộc vào nhu cầu của bạn thôi. Với cái lời khuyên của mình á thì vẫn khuyên bạn là cố gắng lên đó là 6S 64GB chứ không phải là 6S 16GB là như thế. Tuy nhiên nếu với giữa 6 và 6 Plus thì mình khuyên bạn nên lựa chọn 6 Plus. Tuy rằng bộ nhớ trong nó thấp hơn một chút nhưng pin tốt hơn, màn hình đẹp hơn, cũng như cái giải trí về sau á nó cũng sẽ vẫn ổn hơn, miễn sao màn hình nó to hơn mà. Đấy là câu hỏi của bạn Nam Nguyễn. Câu hỏi tiếp theo đấy là bạn Kiệt Kbot. Đây là Kiệt anh hùng bàn phím. Kiệt bàn phím. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Kiệt Kbot, có nghĩa là Kiệt anh hùng bàn phím đấy các bạn ạ. Chào hai anh. Hôm nay có một anh một chị có được không? Chị không phải anh đâu. Chào hai anh. Cho em hỏi Galaxy Z7 Prime và GR5. Cho em hỏi Galaxy Z7 Prime và GR5 phiên bản 2017 nên mua máy nào ạ? Xét về camera ạ. Đây là số thứ 2 rồi ạ. Mong hai anh giải đáp ạ. Lắm ạ quá. Cuối cùng chưa anh ạ. Vẫn cuối cùng chúc click bài làm ăn phát đạt ạ. Anh ạ. Quá lệ phép. Thì xin chào bạn ạ. Bây giờ mình xin được trả lời câu hỏi của bạn ạ. Xét trên hai máy đó là G5 2017 ạ. Xét trên hai máy G5 2017 và Galaxy Z7 Prime thì mình đánh giá về camera của chiếc đó là G5 2017 tốt hơn. Nó có hai điều tốt hơn như sau. Cái điều đầu tiên đó là camera có độ phân giải là 12 chấm. Và với cái độ phân giải này thì nó vừa đủ để các bạn có thể sử dụng với tất cả những nhu cầu hàng ngày rồi. Chụp hình, up Facebook, cùng lắm thì có thể là in ảnh ra gắn lên cái đầu giường kiểu thế kiểu vẫn như anh được. Đúng không? Không, mà anh là anh để trong ví. Đó là về cái vấn đề độ phân giải và cái công nghệ hình ảnh. Cái điều thứ hai đó là với G5 2017 chúng ta sẽ có hai ống kính. Một ống kính có độ phân giải là 2 megapixel, nó sẽ giúp cho tạo cái độ sâu trường ảnh giả lập trên những cái sản phẩm này. Nói chung là ở chiếc G5 2017 các bạn có thể chụp hình xóa phông rất ảo diệu, hoặc là các bạn có thể chụp hình để mà nó theo kiểu nét toàn từ đằng trước cho đến đằng sau cũng rất là tốt. Xét về cái camera thì mình khuyên bạn đó là G5 2017. Và nói chung là hiện tại với mức giá khoảng tầm 6 triệu ạ thì cái sản phẩm này đều rất là đáng chọn. Thương hiệu ảnh hưởng một phần, những cái tính năng khác ảnh hưởng một phần. Nếu chỉ xét đến camera thì G5 2017. Nhưng nếu bạn mà quan tâm đến nhiều những thứ khác nữa, ví dụ như dịch vụ hậu mãi về sau, thì Z7 Prime cũng khá là tốt. Với bạn Kiệt Kbot thì G5 2017 sẽ là sự lựa chọn tốt. Còn những bạn khác thì tùy vào nhu cầu thôi. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Quang Nguyễn Tống. Tống Quang Nguyễn hay là Nguyễn Quang Tống thì em cũng không biết, nhưng bạn đây là kia Quang Nguyễn Tống. Chào anh Tony và anh Hiếu, lần sau chào Bí nhá. Hay anh cho em hỏi 6S Plus từ nay đến Tết có còn giảm giá nữa không? Chắc là không. Nếu giảm thì có giảm nhiều không? 6S Plus có thể dùng được trong bao lâu nữa thì lỗi thời ạ. Còn iPhone 6 bây giờ có nên mua hay không? Khi mà cấu hình nó đã quá cũ rồi, giá iPhone 6 em thấy cao so với cấu hình của nó. Cảm ơn hai anh. Rồi, bởi vì bạn hỏi cái câu đầu tiên đấy là 6S Plus từ giờ đến Tết có giảm giá nữa hay không? Theo như nhận định của mình thì đó là không. Tại vì từ bây giờ đến Tết khoảng tầm hơn một tháng, thậm chí là những sản phẩm như thế này hàng về để mà các bạn mua còn khó, chứ chưa nói gì để vấn
đề đó là giảm giá. Tại vì khi mà giảm giá thì số lượng nó phải cực kỳ là nhiều, thì bên cửa hàng may ra mới có những cái chương trình giảm giá dành đến cho bạn. Nhưng hiện tại nói thật với các bạn, máy về bao nhiêu không kịp mà bán thì không biết lấy gì để mà giảm. Không giảm đâu, mình nghĩ là như thế. Thứ hai nữa, đó là 6S Plus còn sử dụng được trong bao nhiêu lâu nữa? iPhone 5S 3 năm rồi, các bạn vẫn có thể sử dụng được đúng không? Bên cạnh đó thì với những chiếc đó iPhone 6S và 6S Plus, nó có 2GB RAM. Hiện tại với cả chiếc iPhone 7, chúng ta vẫn chỉ có 2GB RAM mà thôi. Và mình tin là trong vòng khoảng ít nhất là 2 năm nữa, sản phẩm này vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu dành đến cho bạn từ tất cả những cái tác vụ, kể cả các bạn chơi game này, các bạn giải trí, chụp hình, selfie, mọi thứ đều rất là ngon. Bên cạnh đó thì xét về cái mức giá của iPhone 6 dựa trên cấu hình ạ, mình thấy nó đâu phải là quá cao đâu như là bạn nói. Tại vì bây giờ tính ra sao, iPhone 5S vẫn rơi khoảng hơn 4 triệu chip A7 1GB RAM, rồi là iPhone 6 khoảng tầm hơn 6 triệu chúng ta có chip A8 1GB RAM. Cái trải nghiệm mà iOS mang lại cho bạn vẫn rất là tốt. Bên cạnh đó thì iPhone 6 màn hình lớn hơn 4.7 inch, nó vẫn hơn so với cái việc là 4 inch của iPhone 5 hoặc là 5C giống như con bé này đang sử dụng. Thế nên là cái mức giá như vậy cũng không phải là cao. Các bạn đừng có nhìn giá của những chiếc iPhone lại quay sang nhìn của những thiết bị Android. iOS và Android nó là hai cái thế cực khác biệt nhau hoàn toàn, cứ như kiểu là hai thế giới khác biệt nhau ạ. Anh và em ở hai thế giới. Vâng, nhưng mà em xin lỗi bạn Quang Nguyễn Tống và anh Tony một chút, là em thấy bây giờ ấy, người ta vẫn dùng diện mạo iPhone nhưng chạy Android thôi. Cái đấy nó là máy fake thế thôi, cái đấy anh bỏ qua. Nó vẫn chung là một đấy. Hay là định đá đều mấy ông dùng Android, à quên, chạy Android mà lại thiết kế giống iPhone ấy. Đá đều ghê phết nhờ. Không ạ, đấy là câu trả lời của anh Tony dành cho bạn Quang Nguyễn Tống. Tiếp theo đó là bạn Bảo Nguyễn. Em đang phân vân giữa Xperia X và Z5. Em thích chụp ảnh, nghe nhạc chú trọng camera sau. Đừng bắt bẻ lỗi người ta. Vâng ạ. Sử dụng lâu dài, anh có thể nêu những lý do khi chọn không ạ? Em cần tính trải nghiệm thực tế. Và cho em hỏi thêm, có ngày hội Sony nào nữa ở thành phố Hồ Chí Minh không? Mình xin trả lời cái ý cuối cùng, đó là có ngày hội Sony nào ở Hồ Chí Minh nữa hay không. Thì khi nào có thì mình sẽ thông báo trước một khoảng thời gian ngắn, chứ bây giờ thì mình không thể nào mình nói trước được. Nói xong thì các bạn cứ dình đến cái lúc đấy các bạn mua thì vỡ mồm mình. Rồi, vấn đề giữa Sony Xperia X và Xperia Z5 thì mình sẽ lựa chọn đấy là Sony Xperia X. Bởi vì sao? Thứ nhất, đó là một cái máy trong năm 2016, còn Z5 là máy 2015. Cách nhau một năm thì chúng ta đã có những cái trải nghiệm khác biệt nhất định rồi. Điều thứ hai đó là với con X thì chúng ta có chip 650 3GB RAM, và cái con chip này nó không hề bị quá nóng giống như là 810 trên Z5. Cái thứ ba đó là về camera thì X cũng có những thứ cải tiến là tốt hơn so với Z5. Tuy nhiên Z5 năm ngoái nó là một flagship được đầu tư rất nhiều vào camera, nhưng nó vẫn không ăn được so với là con X. Và đặc biệt khi mà con X này lên đến cái phiên bản Android 7.0 ạ, thì nó sẽ có khả năng chỉnh tay chuyên nghiệp giống hệt như là Sony Xperia XZ. Cái điều này là Z5 không thể nào làm được. Có xét về những cái tính năng khác thì sao? Về nghe nhạc, cả hai sản phẩm này đều hỗ trợ Hi-Res. Rồi là thiết kế thì cũng một chiếc là kim loại, một chiếc thì có thêm mặt kính đằng sau lưng. Đánh giá vẻ đẹp ạ thì mỗi người một ý, nhưng mình sẽ lựa chọn đó là Sony Xperia X. Vì thứ nhất đó là nhiệt độ, thứ hai đó là trải nghiệm về tốc độ, nó vẫn hơn so với Z5. Và thứ ba nữa đó là camera tốt hơn. Những cái thứ này thì mình nghĩ rằng cũng phù hợp với nhu cầu của bạn. Và Bảo Nguyễn, hãy lựa chọn X nhá. Giá em X này với Z5 thì em nào cao hơn hả anh? Tương tự như nhau em. Một thiết bị là năm 2016 được giảm giá xuống, và một chiếc là siêu phẩm của năm 2015. Cũng tầm giữ giá. Hai sản phẩm khá là tương đương nhau. Tuy nhiên thì X vẫn tốt hơn. Nhắc lại, X vẫn tốt hơn. X vẫn nhá. X tốt hơn. Lại thích X rồi. Con này chưa có người yêu. Ông nào đi hốt nó hôm tôi cả. Dương gì đấy anh? Dương lại. Dương lại à? Nghe cái như hiểu Dương. Lại nghĩ rồi, thấy ông mặt đỏ luôn. Nhắc đến cái này là thích. Đùa chứ, dẫn con gái lên hình hài phết đấy. Câu hỏi tiếp theo của bạn Dương Lại. Cho mình hỏi, với 6.500.000 đồng nên mua iPhone 6 quốc tế không? Cần dùng lâu dài tầm 2-3 năm nữa, liệu có ổn không? Bên Clickbuy thì có hỗ trợ bảo hành như thế nào ạ? Vì 6.500.000 thì chắc chắn là máy line new rồi chứ không đập hộp. Đập hộp, các bạn thích đập hộp đâu, mình mang thì một cái hộp cho các bạn đập luôn. Nhưng mà trong không có gì nhá, nhưng không vỡ máy, trong vỡ mồm. Với 6.500.000 thì có nên mua iPhone 6 quốc tế. Nhưng mà hãy cố gắng tìm kiếm cho mình một cái địa chỉ uy tín. Tại vì đã là máy cũ đã qua sử dụng thì cái vấn đề thứ nhất là chế độ bảo hành này, phụ kiện tặng kèm này, rồi là những cái dịch vụ mãi về sau, nó sẽ khiến các bạn phải quan tâm rất là nhiều. Máy cũ thì đừng mong nó kiểu 100 máy như 100 máy giống nhau kiểu là máy mới, và hãy quan tâm đến vấn đề này. Nên mua hay không thì mình đánh giá là nên mua, nhưng nếu bạn yêu cầu sử dụng nó trong khoảng tầm 2 năm cho đến tầm 3 năm á thì mình lại không thực sự là quá là khuyến khích. Bởi vì sao? Bởi vì là chiếc iPhone 5S cho đến bây giờ 3 năm thì các bạn đã có thể thấy là nó bị chậm đi khá là nhiều rồi.
Còn với chiếc iPhone 6 có thể bây giờ vẫn khá là đủ dùng, nhưng năm sau, rồi năm sau nữa, cái sự phát triển của app này, sự phát triển của iOS này, rồi sự phát triển của những cái thứ khác, nó sẽ yêu cầu phần cứng của điện thoại ngày một mạnh mẽ hơn mới có thể đáp ứng được nhu cầu. Bây giờ vẫn ngon, có thể là năm sau vẫn ổn, nhưng 2 đến 3 năm nữa thì mình khuyên bạn nên lên 6S hoặc 6S Plus, đó là ít nhất. Còn nếu không mà lên được kiểu 7 đẹp trai thì càng tốt. Thì ví dụ mà bạn ấy đang dùng 5S thì lên 6 hay lên hẳn 6 hay lên 7 anh nhỉ? Nếu mà đang dùng 5S thì nên lên 6S, còn lên 7 thì nó là một cái mức giá quá cao. Có thể nhiều bạn sẽ chưa chấp nhận được. Thế thì 6S mình vẫn khuyên là bạn nên lấy cái lựa chọn sản phẩm này. Tại vì hiện tại 6S mà lắp cũ bây giờ nó chỉ rơi khoảng hơn 7 triệu một chút thôi. Tức là chỉ thêm cũng mấy trăm nghìn một thôi. Và máy lắp hiện tại thì cũng dùng rất là ổn định. Các bạn không phải lo về vấn đề lỗi lầm hay là sóng sánh gì cả. Câu hỏi tiếp theo của bạn Huyền Nguyễn. Bạn này ghi không giấu mình, thôi cứ cho bạn là Huyền đi. Chắc là Huyền. Chào hai anh. Hôm nay là một anh một chị. Em muốn hỏi là ở tầm giá 7 đến 8 triệu của Samsung có S7 và Note 5 thì em rất phân vân giữa hai chiếc máy này. Xét về mọi thứ thì em nào cũng ổn hơn và được cập nhật lâu dài hơn ạ. Em cảm ơn. Xét về mọi thứ thì đương nhiên là con nào ra sau nó sẽ được hỗ trợ cập nhật, nó là tốt hơn. Và đây đó chính là Galaxy S7. Vì dẫu sao nó là của năm 2016, Note 5 là năm 2015. Xét về hai sản phẩm này thì mình phải nhắc đến cái điểm đầu tiên, đó là Note 5 nó không có khe cắm thẻ nhớ ngoài và S7 thì lại có. Note 5 không có chống nước và S7 thì lại có. Thế nên là riêng ở hai khoản này, nếu như bạn quan tâm quá nhiều đến vấn đề đó, hãy chọn S7. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phân vân đến những thứ tiếp theo đây. Điều đầu tiên là về camera, Galaxy Note 5 khá là tốt nhưng S7 nó đã được nâng cấp lên một phần, tốt hơn ở cả camera trước lẫn camera sau. Đặc biệt là cái khẩu độ, chúng ta có thể mở tối đa lên tới f/1.7. Đây là một cái điều rất quan trọng trên những thiết bị điện thoại, bởi vì khẩu độ càng lớn thì nó chụp sẽ tạo ra cái độ sâu trường ảnh và nó lấy được nhiều sáng hơn, chi tiết cũng sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó thì Note 5 nó lại có bút S Pen và màn hình lớn hơn, trải nghiệm khi mà chơi game, xem phim, xem hình nó cũng sẽ tốt hơn một phần so với là S7. Con gái thì chắc là chủ yếu là camera đúng không anh? Con gái này cứ thích vừa to vừa dài, thích Note 5 anh biết rồi. Không hề. Câu hỏi cuối cùng đó là bạn Quang Huy Nguyễn. Hai anh cho em xin ý kiến là em đang nhức đầu và phân vân giữa Huawei P9 và OnePlus 3. OnePlus 3 trong tầm giá là 10 triệu vì em thấy hai em này thuộc flagship cấu hình mạnh, màn hình tốt, camera ngon và giá vừa, nhưng em không biết nên mua con nào đáng hơn. Con nào sẽ được hỗ trợ về sau lâu dài hơn? Ngoài hai máy đó trong tầm 10 triệu thì còn máy nào tốt hơn không? Ví dụ như HTC Design 10 Pro. Em hỏi nhiều lần rồi, mong hai anh cho em một lần lên sóng. Thanks hai anh. Bởi vì hôm nay là có em gái lên sóng cùng, thế là bạn Quang Huy Nguyễn sẽ được lên sóng. Nói về hai sản phẩm này, Huawei P9 và OnePlus 3 thì nó cảm giác mình cứ thấy nó hơi khập khiễng nhau một chút ạ. Tại vì một thiết bị thì thiết kế rất mỏng gọn nhẹ, sexy và đẹp này. Một thiết bị thì màn hình lớn hơn và nó được mệnh danh là flagship killer, tức là một thiết bị có một cấu hình rất cao để mà khử đi hết mấy cái thằng flagship của những hãng khác. Why em? Có. Nhưng mà ở Việt Nam mua mấy con này thì hơi bị khó. Với chiếc Huawei P9 ở thị trường chính hãng thì các bạn sẽ chỉ nhận được cái phiên bản bị rút gọn đi về RAM, nó sẽ chỉ có 3GB RAM mà thôi. Thế nên nó mới có mức giá chỉ khoảng hơn 10 triệu. Còn với OnePlus 3 thì mức RAM nó là gấp đôi, tức là có tới 6GB RAM. Ngay khoảng nếu mà các bạn quan tâm đến cấu hình thì đừng ngần ngại mà hãy lựa chọn luôn cho mình đó OnePlus 3. Nhưng camera của Huawei P9 thì thực sự rất là ấn tượng. Hệ thống ống kính với hai cảm biến, một cảm biến chuyên để chụp hình đen trắng mang lại độ chi tiết tương phản, nó thực sự rất ấn tượng và tốt hơn nhiều so với cái khả năng chụp hình của OnePlus 3. Chưa kể camera selfie cũng tốt hơn. Các bạn lưu ý nhá. Còn những cái thứ khác về hỗ trợ về lâu về dài, cập nhật các thứ thì hiện tại OnePlus 3 nó nhận được cái sự hỗ trợ của Oxygen. Và ở đây nó là một cái gì nhỉ? Nó có một cái cộng đồng developer rất lâu về sau. Nếu như các bạn không thích sử dụng ROM gốc thì chúng ta lại có rất nhiều ROM cũ để mà các bạn có thể sử dụng. Còn với Huawei P9 thì mình vẫn nói đó là những hãng điện thoại đến từ Trung Quốc, khi về đến Việt Nam thì khả năng cập nhật phần mềm của họ khá là chậm chạp và mình không đánh giá cao về vấn đề này. Còn bạn lại hỏi một ý nữa, trong tầm 10 triệu có máy nào tốt hay không? Thì mình đề cử đến cho các bạn đó là chiếc Samsung Galaxy S7 hàng Mỹ cũ đã qua sử dụng với hình thức tầm 99%, màn hình cong này. Cong này. Cái này không cong lắm, nó hơi thẳng. Cấu hình cao này, Snapdragon 820, 4GB RAM. Samsung thì họ hỗ trợ cập nhật phần mềm là cực kỳ tốt. Và đương nhiên với cái chiếc flagship đỉnh đám của Samsung trong năm 2016 này thì nó sẽ còn được cập nhật ít nhất là tới khoảng 2-3 năm nữa. Các bạn vẫn không gặp cái vấn đề đó là lỗi thời trong quá trình mà mình sử dụng. Thế nên á, ba sản phẩm này thì một là OnePlus 3 và hai đó là Samsung Galaxy S7. Tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn mà thôi. Được cái là 6GB RAM thì OnePlus 3 bá lắm. Và chúc mừng bạn Quang Huy Nguyễn vì hôm nay bạn được lên sóng. Hôm nay mình cảm ơn
bạn Bí vì đã đọc câu hỏi của bạn Quang Huy Nguyễn. Và đó là những câu hỏi và những câu trả lời của mình trong số thứ 13 này. Các bạn còn bất cứ câu hỏi nào thì hãy comment xuống phía bên dưới. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của tụi mình nha. Thôi, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.